gắn kết từ những ngày đầu tiên. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng. Chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ. Và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc, sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Ống kẽm núng nóng Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Tôn PVDF Hoa Sen, siêu bền, bảo hành màu 20 năm. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến, ống nhựa Hoa Sen, công nghệ châu Âu. Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký giải sắc đẹp quốc tế VTV Cup. Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký giải sắc đẹp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018. Thưa quý vị, ngày hôm nay giải đua bước vào chặng đua thứ 11 từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột. Đây là một chặng đua có cung đường đẹp và cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi đã giúp cho các vận động viên có được một ngày thi đấu đầy thành công. Hành trình từ Pleiku tới Buôn Ma Thuột có chiều dài 179 km, cung đường đẹp nhiều dốc và thời tiết mát mẻ đã mang tới điều kiện lý tưởng cho các tay đua tranh tài. Đoàn đua đã tách tốp ngay ở những km đầu tiên. 13 tay đua ở tốp 1 đã duy trì cách biệt lên tới 6 phút so với tốp thứ 2. Trong nhóm đầu này, Inzajian chính là tay đua đáng chú ý nhất khi anh đang cạnh tranh danh hiệu áo xanh với David Van Aert, khoảng cách 22 điểm. Tận dụng ưu thế dẫn đầu, Inzajian đã giành chiến thắng ở sprint thứ nhất, cán đích thứ hai ở hai sprint còn lại để có thêm 11 điểm thưởng. Không chỉ có vậy, tay đua của đội Korean Circle còn về đích thứ 3 chung cuộc ở chặng 11, giành thêm 16 điểm nữa, qua đó chính thức đoạt áo xanh từ tay của David Van Aert. Như vậy, sau 10 chặng đua, áo xanh mới lần đầu đổi chủ. Ngay từ đầu chặng đua này, tôi đã quyết tâm giành áo xanh. Các đồng đội đã giúp tôi rất nhiều bởi vì bản thân tôi cảm thấy không thoải mái khi phải mặc chiếc áo xanh hộ tay đua khác. Về nhất chặng 11 là tay đua Josh Cope với thành tích 4 giờ 12 phút 4 giây. Kết quả này giúp đội đua Global Cycling tiếp tục giữ vị trí số 1 đồng đội. David Van Aert vẫn bảo vệ được thành công chiếc áo vàng. Chặng đua thứ 10 từ Quy Nhơn lên Pleiku phải vượt qua hai con đèo lớn là An Khê và Man Giang. Đây là chặng đua có nghĩa quyết định đến chiếc áo chấm đỏ dành cho tay đua leo núi xuất sắc nhất của giải đua năm nay. Và như thường lệ, không nằm ngoài dự đoán, tay đua Sagda Perez Javier đã một lần nữa chứng tỏ được sự vượt trội của mình. Chia tay thành phố Quy Nhơn, theo quốc lộ 19, đoàn đua tiến thẳng lên Tây Nguyên với điểm đến là Pleiku. Quốc lộ 19 như một con chăn khổng lồ quấn lượn qua những cánh rừng thông xanh mướt để rồi mở ra một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, đẹp đến kỳ vĩ, như một sự tương thưởng xứng đáng dành tặng cho đoàn đua, đặc biệt là vận động viên giành chiến thắng tại đỉnh đèo An Khê. Xin chào, tôi là Javier, tôi đến từ Tây Ban Nha. Javier không phải là một tay đua xa lạ với khán giả hâm mộ thể thao Việt Nam, khi đây đã là lần thứ hai anh tham dự giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen. Tôi rất thích cuộc đua này,
Nó giúp cho tôi tìm thấy nhiều cảm xúc quen thuộc và gần gũi. Tôi bắt đầu đạp xe từ 5-7 tuổi. Bạn biết không, vùng quê mà tôi sinh sống có nhiều đồi núi rất giống với khung cảnh các chặng đua đã qua. Thực sự điều đó khiến tôi rất nhớ nhà. Anh thường làm gì sau mỗi trận đấu? Tôi lấy những bức ảnh kỷ niệm ra để nhìn ngắm. Tôi thích những nơi tĩnh lặng để nghĩ về cuộc sống, về gia đình và bọn trẻ ở nhà. Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp tục trở lại Việt Nam để thi đấu chưa? Tất nhiên rồi. Việt Nam là nơi đã cho tôi những kỷ niệm, một danh hiệu đáng nhớ trong sự nghiệp. Tôi nghĩ nếu có cơ hội trở lại, tôi sẽ đưa em trai mình đi cùng. Em trai tôi cũng là một tay đua cừ khôi. Một điều nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn đến các đồng đội của đội đua tập đoàn Lộc Trời. Các bạn đã cho tôi có được những ngày thật hạnh phúc. Tình cảm đó mãi mãi trong trái tim tôi. Trong năm thứ ba được tổ chức, giải xe đua quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen lần đầu có những chặng đua đi qua khu vực Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên người dân ở địa phương nơi đây được chứng kiến một giải xe đua quốc tế đi qua địa phương của mình. Chính vì thế nên đã có rất đông người hâm mộ ra đường để cổ vũ cho các vận động viên. Trên cung đường khắc nghiệt mà cũng đầy thơ mộng, từ Quy Nhơn đến Pleiku, không chỉ có những con dốc thăm thẳm, không chỉ có những rừng thông bạt ngàn, mà từng khúc cua, từng đoạn đường đã có rất đông đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Do đó đoàn đua của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 đi qua. Đây là lần đầu tiên có một giải xe đạp quốc tế đến với địa phương này, nên mọi người đã đón đợi từ rất sớm, chỉ để được thấy các vận động viên lần lượt lướt qua. Giây phút phấn khích dẫu không nhiều, nhưng cũng đủ để lấp đầy những đam mê trong từng ánh mắt. Dân thành phố Pleiku đã đợi những đoàn đua qua. Bây giờ là dân thành phố Pleiku rất là đông, từ đoạn Đắc Đo cách đây là 10 cây số tới Pleiku, đây là cho hai bên đường rất là nhiều người tâm nhận rất là vui về và đón đoàn đua rất là vui. Tình cảm yêu mến mà người dân địa phương dành cho đoàn đua đã mang đến rất nhiều niềm vui và cũng là động lực để các tay đua vượt qua những thách thức của một chặng đua đường đèo đầy gian khó. Chặng đua này là một cung đường khó nên tôi rất bất ngờ khi thấy có rất nhiều người dân ra đường cổ vũ cho chúng tôi. Sự chào đón của mọi người giúp chúng tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để thi đấu tốt hơn trên chặng đường đua vất vả ngày hôm nay. Không chỉ chào đón các vận động viên ở dọc hai bên đường, mà còn có rất nhiều người dân ở Gia Lai đã đến quảng trường Nguyễn Tất Thành để được cùng nhau chứng kiến các vận động viên đua nhau du đích. Chứng kiến được cái cảnh đua xe đạp lần đầu tiên tổ chức ở Pleiku, cả gia đình rất là hào hứng và rất là thích thú để đi coi cái giải đua hôm nay. Lâu lắm rồi, quảng trường Nguyễn Tất Thành mới lại đông vui và rộn ràng như ngày hôm nay. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen đi qua đã mang đến rất nhiều niềm vui cho người dân nơi đây. Một hoạt động giải trí cần thiết để mỗi người dân lại tìm thấy sự hứng khởi cho riêng mình trước khi tiếp tục trở lại với một ngày làm việc đầy vất vả phía trước. Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay chính là sự góp mặt của các đội đua quốc tế. Các đội đua quốc tế với sức mạnh vượt trội của mình đã tạo nên sức hấp dẫn quyết liệt trên từng đường đua cũng như nâng cao đáng kể chất lượng của giải đua năm nay. Số lượng tay đua nước ngoài tham dự giải VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 chiếm phân nửa so với tổng số vận động viên tham gia tranh tài. Do vậy, sự đua tranh cũng vì thế trở nên hấp dẫn và căng go. Mỗi đội đua quốc tế lại mang tới những dấu ấn và màu sắc khác nhau. Nếu như Philippines Navy Standard Insurance hay Global Cycling của Hàn Quốc nổi bật với khả năng leo đèo và nước rút, thì đội đua Hà Lan Global Cycling lại cho thấy sức mạnh trên những chặng đường bằng. Cuộc cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng là sự ganh đua gay cấn giữa 5 tay đua ngoại quốc với khoảng cách giữa các coureur là không quá lớn. Giải năm nay có sự cạnh tranh rất lớn. Các đội đua quốc tế đều mang tới những tay đua chất lượng. Mỗi chặng đua đều cần rất nhiều sự nỗ lực mới có thể giành chiến thắng. Với sự góp mặt của các tay đua nước ngoài, tốc độ trung bình của đoàn đua vì thế được đẩy lên cao, dao động từ 45 tới 48 km/h. Những cuộc tấn công chiến thuật diễn ra liên tục trên đường đua với kích tính được đẩy lên cao trào trước khi cán đích. Việc được tranh tài với các vận động viên chất lượng của nước ngoài giúp ích rất nhiều về chuyên môn cho các tay đua của Việt Nam. Đầu tiên thì các vận động viên chúng ta được nâng một cái tầm mới, tại vì chúng ta có một cái nguồn quay, nguồn đạp, tốc độ nó cao hơn khi về đích.
Như là hồi trưa mà không có Việt Nam, mà không có nước ngoài thì các vận viên chúng ta chỉ về đích tốc độ cỡ 60, 65. Thì giờ có vận viên tốc độ thì chúng ta về đích chúng ta phải tấn công lên cỡ 60, 65, 70. Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen sau 3 năm được tổ chức đang ngày một nâng cao về chất lượng chuyên môn. Điều này không chỉ mang lại sự hấp dẫn với người hâm mộ, mà bên cạnh đó cũng là dịp để các đội đua Việt Nam có thêm cơ hội được trau dồi và trưởng thành hơn qua từng giải đấu. Ronald Olanza là một trong những tay đua để lại dấu ấn đậm nét nhất ở giải đua năm nay. Tay đua của đội Philippine Navy Standard Insurance đã có 3 lần giành chiến thắng chặng và cách ăn mừng chiến thắng của anh ta thì cũng rất thú vị. Ở Philippines, không ai thích tôi cả vì tôi quá mạnh. Đó là cách Ronald Olanza mở đầu cho việc giới thiệu về bản thân mình. Tay đua này rất nổi tiếng tại Philippines khi vừa mới vô địch tại giải Ronda Pilipinas với thành tích tốt nhất trong lịch sử. Anh thích mọi người gọi anh với cái tên thân mật. Nickname Onan. Onan khởi đầu tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 không thuận lợi khi bị ngã ngay ở chặng 1. Hậu quả là hai vết xước trên vai và đùi khiến tay đua này luôn phải thi đấu trong trang phục khoét rách. Bộ quần áo này rất bó, nó cọ vào vết thương, làm tôi rất khó chịu. Cắt ra như thế này sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Chấn thương có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của Onan. Tay đua chủ lực của đội Philippine Navy nổi bật tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 với 3 lần nhất trạng. Mỗi lần như thế, anh lại có một kiểu ăn mừng riêng. Về nhất, tôi sẽ giơ tay như thế này hoặc là như thế này. Nó chỉ đơn giản là chiến thắng dành cho cả đội. Onan cũng thích uống sâm panh nhưng lại rất giỏi trong việc bật nắp và ăn mừng. Cho đến lúc này tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018, chắc chắn chẳng có tay đua nào được tắm trong sâm panh nhiều như Ronald Olanza. Ở giải đua năm nay, bên cạnh công tác hậu cần và công tác an ninh luôn được đánh giá rất cao, thì công tác y tế cũng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía các vận động viên. Câu chuyện ngay sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu được những nhiệm vụ thầm lặng của các bác sĩ đi theo giải. Rõ ràng, đây không phải là một chặng đua may mắn của vận động viên Panya Suon, đội NCCT Lào. Xe của anh bị lao xuống ruộng. Ngay lập tức, xe cứu thương đã đến và các bác sĩ đã sơ cứu cho tay đua này. Nếu cái vết thương đấy không được sơ cứu kịp thời ấy, thì có thể sẽ gây mất máu cho bệnh nhân. Thì nạn nhân có thể là sẽ bị choáng, bị sốc do mất máu. Trước tiên là mình lấy bông băng gạc và nhúng muối để mình rửa lại vết thương. Mình băng lại làm sao cho nó không mất máu. Mình sơ cứu kịp thời để cho vết thương không bị nhiễm trùng. Cũng ngay trên xe cứu thương, Suon đã được tiêm phòng uốn ván. Sau đó, anh được đưa tới bệnh viện để khám kỹ hơn, loại bỏ mọi nguy cơ. Các vết thương của tay đua này được băng bó và khử trùng lại. Sau khi được điều trị, Suon lại cảm thấy trong cái rủi vẫn có cái may. Tôi nghĩ là công tác y tế rất tốt. Sau khi tôi gặp tai nạn, xe cứu thương đã đến khá nhanh và các bác sĩ đã sơ cứu cho tôi. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ. Hiện giờ tôi vẫn còn đau một chút, nhưng tôi hy vọng là mình vẫn sẽ có thể tiếp tục đua ở các chặng sau. Trong một cuộc đua theo suốt chiều dài đất nước, những tai nạn, những chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hậu quả để lại sẽ được giảm đến mức tối thiểu nếu công tác y tế được thực hiện đầy đủ. Với sự chú đáo của ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018, các vận động viên hoàn toàn có thể yên tâm khi rong ruổi trên đường đua. Ngày mai, giải đua sẽ bước vào chặng đua thứ 12. Đây là chặng ski tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lộ trình của chặng đua thứ 12 có điều gì đặc biệt. Giải đua VTV Cup vinh quang. Chặng 11 chứng kiến hai tay đua Im Chayon và Jean-Paul Morales giành điểm rất tốt ở ba sprint dọc đường. Tuy nhiên ở những đoạn đua cuối cùng, Joskop của đội Global Cycling và Nguyễn Phạm Quốc Hoàng của đội Bikeline Đồng Nai đã xuất sắc vượt lên để cán đích ở vị trí đầu tiên và thứ hai với thời gian 4 giờ 12 phút 4 giây. Dù để mất chiếc áo xanh dành cho tay đua giành điểm tốt nhất vào tay Im Chayon, nhưng David Vanot vẫn là chủ nhân của chiếc áo vàng với cách biệt 16 giây so với tay đua Ali Khademi của đội tập đoàn Lộc Trời.
trên bảng tổng sắp nội dung đồng đội, Global Cycling, KGN Indonesia và Philippine Navy Standard Insurance vẫn chiếm giữ những vị trí đầu bảng, đội tập đoàn Lộc Trời xếp thứ tư. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn thương hiệu quốc gia Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Gắn kết từ những ngày đầu tiên. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng. Chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ. Và không ngừng phát triển, tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Tôn PVDF Hoa Sen, siêu bền, bảo hành màu 20 năm, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Hoa Sen. Cái vụ đó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Bị chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống nhựa trực tuyến. Ống nhựa Hoa Sen, công nghệ châu Âu. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Ống kẽm núng nóng Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Tôn PVDF Hoa Sen, siêu bền, bảo hành màu 20 năm.